Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay em lại giới thiệu anh em một cái dòng app. Đó, dòng app em vẫn gọi nó là bắc cực dài. Thì hôm nay em giới thiệu mọi người là bốn loại khác nhau. Đó là loại thứ nhất là loại 30A. Loại thứ hai đó, loại thứ nhất là loại 30A. Loại thứ hai là loại 40A. 40A. Loại thứ ba là loại 50A. Loại thứ tư là loại 75A. Đó. Thế thì trong mỗi loại thì nó có những cái hãng khác nhau. Ví dụ như là 30A thì nó có hãng cỏ Lationa. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết ví dụ từng loại 30A một nhá. À, thì trước khi giới thiệu chi tiết, anh em cho em xin một nút like nhé. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh. Nhớ bấm chuông báo thì khi mà em đăng video lên thì nó sẽ báo lên ngay nhé. Nhìn một số anh em mới bấm đăng ký kênh nhưng mà không ấn vào chuông báo, nên là khi video phát rồi các anh em khác người ta những cái sản phẩm đó anh khác ta chọn rồi, đến khi mà mình xem lại thì nó đã qua thời gian dài nên là không còn. Đấy. Rồi thôi, em bắt đầu giới thiệu chi tiết nhé. Thì đối với dòng 30A thì em có các loại như là Panasonic nhé, Lationa, đó, những cái sản phẩm em tuyển chọn đây là toàn những cái dòng chất lượng, đó, nhất chất lượng nhất đấy, đó. Tiếp theo là cái dòng 40A, 40A thì đây là một cái 40A, nó toàn chữ nhật thôi. Đây, em nghĩ chắc là cái thương hiệu nó đây, TRR hay gì đó. Đấy. Hãng còn cái tem của hãng đây. Là đây là cái tem gì thì em cũng không dịch được. Các bác muốn hiểu chữ nó là chữ gì thì chụp ảnh sau đó vào Google dịch là nó sẽ dịch ra nhé. Đây, em sẽ bóc lên đông ra cho các bác coi. Đó, đây, bóc ra các bác nhìn này. Đẹp chưa? Đó. Ngoài thương hiệu ra thì còn cái thương hiệu khác nữa nhé. Đây, cái này là hãng Nito nhé. Đây, Nito. Rất là đẹp luôn. Ngoài thương hiệu Nito này ra thì em còn có những cái thương hiệu khác. Ví dụ như là đây. Toàn chữ nhật thôi. Đó. 40A. Đây, đồng của nó vàng ong nhá. Mọi người nhìn này. Đó. Đây, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, đồng đỏ. Rất chi chất lượng luôn. 40. À, tiếp theo giới thiệu mọi người một cái loại 40 nữa. Đây là một cái hãng 40 của Matsushita. 40A đây, Matsushita. Thì đây là cái này là cái loại dòng giò của nó là 100mA. 100mA nhé. 100mA này sẽ dành cho những cái nhà nào mà đang có cái sự mà dò dưới điện khi mà lắp áp vào nó nhảy thì sẽ phải dùng những cái loại ampe lớn hơn. À, cái loại dòng giò lớn hơn. Đấy, như cái này là 100mA thì nó sẽ khắc phục cái nhược điểm kia nhé. Nắm nhà anh em mà thấy nó bị rò rỉ điện thì bỏ ra. Bỏ ra không dùng nữa. Đấy, bỏ ra không dùng nữa thì như vậy là đến khi mà nó bị rò rỉ điện hoặc nó bị điện bị giật thì nó sẽ không ngắt được nữa, và như vậy nó cực kỳ nguy hiểm. Anh em sẽ chọn những cái dòng giò cao hơn này để lắp vào nhé. Đó. Chứ nếu mà nhà mà không sử dụng áp là nó rất là nguy hiểm. Đấy, như vậy. Đó. Tiếp theo giới thiệu mọi người là cái này. Bốn mươi A nữa. Đây là cái Panasonic nhé. Những cái dòng 40A nhà em bán với giá là 130.000 và 30A.
30A là 120.000 nhé. 120.000. 40A là 130.000. Rất nhiều ad đẹp nhé, chất lượng. 40A là 130.000. Sang loại tiếp theo để giới thiệu mọi người là cái dòng 50A, 50A Mitsubishi. Bất kể hãng nào thì em đều bán ampere là bán đều như nhau nhé. Ví dụ 50A của Mitsubishi là 140.000. 50A của Panasonic 140.000. Có hãng Lito 140.000 nhé. Đây là áp dụng điện một pha anh em nhé. Áp dụng điện một pha. Đây một cái thương hiệu toàn chữ Nhật nữa. Cũng là 140.000. Đó. Cứ là 5A thì có giá là 140.000. Đó. Đây, đáng là tiền ma đây. Nhà tiêu là 50A dòng dầu 30mm 140.000. Đó, tiếp theo sang cái loại áp là 60A. Trước khi sang 60A thì anh em đang xem video thì cho em xin nút like và anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Đây, đây là một cái 60A của Toshiba. 60A Toshiba. Đấy, dòng dầu 30mm. Đối với những dòng 60A như này thì em bán giá cho mọi người là 145.000. 145.000 nhé. Giá cực kỳ tốt luôn. Nhà nào cũng có thể sử dụng át chống giật, hàng chất lượng của Nhật. Giá rất tốt. Nắp vào để sử dụng cho an toàn. Đóng ngắt thấy cầu dao. Đấy, cầu dao thì nó sẽ rất mất an toàn. Đây. Cái này là cái của hãng Kawamura 60A. Đấy, dòng dò 30mm. 145.000. Đó. Đây. Cái lượng ampe lớn thì nó sẽ ít hơn. Đây cái này cũng cái 60A. Kawamura. Đó, 145.000 nhé. Tiếp theo là sang cái dòng 75A. 75A thì em đây có cái của hãng Toshiba. Toshiba 75A dòng dò 30mm. Đó. Thì đối với những cái dòng 75A như này, 75A chỉ có một cái thôi nhé. Cái 75A này thì em bán với giá cho mọi người là giá 180.000. 180.000 nhé. Đó. Cái này nó to lặng nhé. To lặng rất chất lượng luôn. Đây, để có thể so sánh ở đây cho mọi người thấy. Cái này to lặng, cảm giác lặng gần gấp đôi những cái này luôn. Đó. Thôi để cho mọi người giá 170.000 nhé. 170.000 chiếc này. Đó. Đó. Ngoài những cái dòng áp này ra thì em còn có rất nhiều các loại áp nữa khác nhau. Tại anh em cần là cứ liên hệ với em nhé. Chống giật các loại chống chập mới. Đấy, đều giá được rất tốt. Át sụ điện 1 pha, 3 pha, khởi. Nói chung là có tất nhá. Anh em cần loại gì cứ liên hệ với em. Em sẽ gửi hình ảnh các loại chi tiết cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi video nhé. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người video sau nhé.